Ôi chào anh Việt Rai. Hello. Chào Trung, chào Thơ Quang. Chào cả nhà. Cái này nữa nè. Cái này Việt Rai với Thơ, Việt Rai với mọi người nè. À, để Thơ Quang dẫn chứng cái câu chuyện trong ở sau đây đó, để cho mọi người thấy là cái câu mà đôi khi mọi người dùng, cái dân mà gọi là chống cộng cực ngu, dùng cái từ chống cộng cực ngu, thực ra nếu mà chúng ta xét kỹ là nó hợp lý, nó đúng á. Bởi vì sao? Truyền thống người Việt Nam chúng ta, hoặc là những người gọi là có cái nhìn gọi là tương đối sâu xa rộng á, thì họ luôn có một cái quan điểm là gì? Thêm bạn bớt thù, đúng không? Để đúng rồi anh. Mình cái gọi là cái tiêu chí sống của mình vậy, thì cho nó hòa nhã và nó êm đềm và là nó đúng rồi tốt, để nó nhân văn đồ, thấy nó ấy không? Ừ. Thêm bạn bớt thù. Nhưng mà ngược lại cái thành phần bên này á, mà chúng ta nói là chống cộng cực ngu, nó lại là gì? Thêm thù bớt bạn, bớt bạn. Dẫn chứng cụ thể nhất đó là gì Việt Nam mọi người biết không? Là qua cái câu chuyện VinFast này luôn nè. VinFast này luôn nè. Rõ ràng cái tập đoàn VinFast họ làm việc là gì? Họ đơn thuần chỉ là doanh nghiệp, họ chỉ là kinh tế, họ làm ăn, họ kiếm tiền, chứ họ có chú ý gì tới chính trị đâu. Đúng. Thậm chí họ cũng chẳng biết cái ba que là cái loại gì. Thật sự họ cũng chẳng biết là cái lũ ba que là cái lũ nào nữa. Nhưng mà qua cái chuyện cái lũ ba que nó điên cuồng, nó chống phá VinFast, thì vô tình VinFast, tập đoàn VinFast họ mới biết tới như thế nào là ba que. Rõ ràng không? Đúng rồi. Bằng chứng là dẫn chứng vừa rồi á, mọi người chắc cũng xem trên mạng cái clip một cái anh nào đó mà đang đứng ở dưới cảng để xuất xe đi đó. Có một câu anh ta khịa, thậm chí là được lan truyền lên là chia sẻ rất là rộng trên không gian mạng luôn. Khịa luôn cái bọn ba que đó là gì? À, thí dụ với tôi là cái tâm thế người đang đứng ở đây thì chúng tôi mới có cái cảm xúc như vậy, và tôi đã là cái gì vậy? Chứ không phải là những người khác nước, đúng không? Các nước đúng ở rồi. Đâu đó không, em có coi. Không ở trong cái vị trí đó thì họ không có cảm nhận được cái sự tự hào như thế nào. Đó là gì? Cái đó là rõ ràng là chính những cái thành phần gọi là chống cộng cực ngu, nó thêm thù, nó bớt bạn đó. Bởi vì sao? Bởi vì nó suốt ngày nó chọc ngoáy người ta. Có cái chuyện mà ăn sống nói đằng gió, và cái chuyện tàu ấy nghĩ nọ nó cà khẹ, thậm chí rồi nó dựng chuyện lên là xe VinFast lỗi thế này, xe VinFast lỗi thế nọ, thì có phải cái hành động là chính bọn nó kéo thêm thù vào cho bọn nó? Đó là chưa? Thấy chưa? Thì bây giờ là vô tình, thay vì hồi xưa thì lúc trước này thì cùng lắm là chỉ những người, ví dụ như anh em mình đi tham gia trên không gian mạng, và những người và quan tâm tới cái mảng này á, thì mới biết được như thế nào là ba que. Và Thơ Quang nói thật, ngay chính bản thân Thơ Quang luôn, ngay chính bản thân Thơ Quang luôn, nếu Thơ Quang không tham gia không gian mạng, không tham gia vào cái mảng này, thì thật sự Thơ Quang cũng chẳng biết ba que sọ lá là cái nghĩa gì nữa. Cờ vàng ba sọc đỏ Thơ Quang biết, Thơ Quang nói thật, cờ vàng ba sọc đỏ Thơ Quang biết, và Thơ Quang cũng chưa hình dung được như thế nào ba que sọ lá. Và chính vì mình tham gia thì dần dần mình mới nhìn ra, à thế đây cái bọn này bọn kia nó mà như vậy, nên là nó gọi là nó là ba dân ba que sọ lá, thì lúc đó mình mới biết. Chào Juna, đúng không, mọi người công nhận không? Thí dụ như những người công nhân nè, hoặc công ty VinFast thế này thế nọ, là những tập đoàn doanh nghiệp, họ chỉ lo làm ăn, họ kiếm tiền, họ làm giàu cho bản thân họ và giúp làm giàu cho đất nước thôi, chứ họ làm gì biết được cái ba que sọ lá nó như thế nào. Mà chính vì những thành phần kia mà nó cứ suốt ngày nó đi chọc máy người ta, thì bây giờ người ta mới biết, người ta đã biết thêm như thế nào là bà que sọ lá. Có phải tụi nó ngu không? Thực ra mọi người cũng nhận thấy tụi nó ngu chưa? Thì đúng xin rồi. Hỏi mọi người, những cái thành phần mà nó đầu óc nó ngu si, nó đần độn như vậy á, mà nó kêu gọi mọi người đứng về phía nó để đấu tranh cái này đấu tranh cái nọ, thì mức độ thành công nó bao nhiêu? Vậy mỗi người, mọi người đó mà đi lao theo tụi nó đó, nghe theo tụi nó để đấu tranh cái này đấu tranh cái kia đó, thì có phải tự mình đưa mình vào chỗ chết không? Bởi vì sao?
người ta nói ví dụ phò phò tướng tài tướng giỏi hay là phò ai đó để mình còn có thành công này thành công nọ, đúng chưa? Tức là mình sẵn sàng mình hy sinh mà, đúng không? Mình hy sinh, mình phò theo, mình ủng hộ, thì mình phải ngược lại, mình ít ra mình phải được một cái gì đó, mặc dù nó không là gì hy vọng nhưng mà nó cũng có một cái gì đó gọi là nó sáng rạng một tí. Còn này rõ ràng đi lao theo tụi nó là gì, chỉ lao khao vào cái chỗ chết. Bởi vì sao, tôi qua nói rất nhiều lần, bọn nó mở miệng ra thôi là biết tụi nó là ba quan sao lá rồi. Thì xin hỏi mọi người chống cái gì, đấu cái gì, đấu cái gì, đấu tranh cái gì ở đây mà lúc nào cũng tiêu chí rất là tội nản lắm, đúng không? To lớn lắm, đấu Ngoài tranh anh cho dân tôi, đấu tranh cho bla bla bla, đúng mà không? Được, đúng không, nhận không? đố em thấy hài nhất là cái đám nó đứng nó đấu tranh, nó kêu gọi phải cái như thế này, tại sao Việt Nam phải không chịu làm cái này, tại sao Việt Nam phải cái này cái nọ. Tất cả mọi cái em nói thiệt luôn á, bây giờ nước Mỹ như thế nào mình phải công nhận, nước Việt Nam hai nước nó khác biệt nhau như thế nào Đúng rồi. mà nó bắt Việt Nam mình phải như thế này như thế nọ, phải giống như là dân chúng, phải nói chung là phải bằng nhau với nước Mỹ. Là nó nổi cái so sánh kiểu đó là anh thấy cái độ ngu của nó như thế nào rồi. Cái thứ hai nữa em thấy là những cái mà nó kêu gọi Việt Nam mình bị cái này bị cái kia không này, là em đều thấy hết ở bên Mỹ này nè, em đều thấy hết ở bên Mỹ. Cái gì mà nó kêu gọi Việt Nam mình ấy là ở bên Mỹ này, em thấy nó đều như vậy đó, nó đều có hết á. Thì thử hỏi coi bắt chước nó làm sao, phải như bên Mỹ á, mà nó 100% hay là cái gì đó nhìn vô ồ dữ à, vậy đúng rồi đó, mình phải theo hai vậy 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 thì mình còn suy nghĩ lại coi làm sao. Mẹ nó đằng này nó kêu gọi, nó nói là Việt Nam mình bị đàn áp cái này ra, thì thường thường đa số là em thấy toàn là nhân quyền, đúng không? Kêu gọi nhân quyền mà em thấy ở bên đây nè, đó giống như anh chị em thấy không, nó đầy những cái bất cập, những cái xã hội, những cái bẩn bựa nó đều có hết vậy thôi. Mà nó so sánh, nó bắt Việt Nam mình phải là theo cái này theo cái kia, phải là giống như mấy nước tư bản hay là này kia nọ, không cần. Nếu mà tại vì em thấy hai bên, em là cái người đi qua đi lại, em nhìn thấy được hai bên, em nói không cần, theo 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 quan điểm em thôi, theo ý kiến của em thôi, em nói không cần. Tại sao phải theo nó có tốt lành con mẹ gì đâu mà mình phải theo nó. Mình thấy những cái gì của nó như vậy mình phải tránh ra chứ theo nó đặng chết à. Cho nên á, tụi nó chỉ là hình như tụi nó chỉ là chống phá thôi, nó chỉ chống phá thôi, nó thấy Việt Nam mình phát triển nó không muốn đâu. Em nói thiệt, Việt Nam mình mà lỡ mà có trở lại bị nghèo một cái á, thì mới thấy cái cảnh mẹ nó tụi nó mới là sung sướng, chứ còn nó nói chống ấy cho quê hương, tranh đấu cho quê hương, quê cái con khỉ. Ồ má em cứ mắc cười lâu lắm rồi. Em nghe cái thằng Jackson Boy nó lên cái diễn đàn Anh Bằng, lúc Anh Bằng ảnh còn mở diễn đàn lâu lắm mà em cứ nhớ hoài đó. Nó nói là anh chị em thấy không? Anh chị em thấy dân Việt Nam mình á, nó dân Việt Nam mình á, nghèo đói, không có đi du lịch được, không có tiền mua vé đi đi du lịch, trong khi đó ở bên nước ngoài người ta thích là mua vé đi, thích là mua vé đi, muốn đi đâu đi. Em nói thiệt một câu bây giờ anh ta quan lên coi đi, em nói có sách bách có chứng đàng hoàng. Hôm bữa cũng tình cờ thôi, em lên Facebook em coi về tình hình rồi, dân chúng về lạm phát hay này kia nọ, em bấm hồi gần 40% có cái tin, cũng là mấy tin chính thống nha, cũng trên dưới 40% dân Mỹ trong cuộc đời chưa một lần được ngồi trên máy bay để bay đó, anh có tin không? Đúng rồi. Chứ đâu phải là chỉ có Việt Nam hay là những nước nghèo khác đâu. Đó, cái nước lớn mạnh nhất của nước Mỹ đó.
cái nước mạnh ơi mạnh lớn nhất của thế giới đó, anh xin lỗi, giàu mạnh nhất thế giới mà tụi nó đang hãnh diện đó. Cái dân nào đi có tiền thì đi, nhưng cũng phải nhìn ở đằng sau cũng có dân nghèo. Ở bên Mỹ này á, đằng trước xa hoa tráng lệ, thành phố New York bãi biển ngọc ngà, Miami, California, nhưng sau đó ăn mày ăn xin nó nằm đầy đường. Anh chị em thấy hết rồi, trên những con đường nhiều YouTuber nó đi quay rồi nó đưa lên, anh chị em thấy đó, cái đó là đâu phải là Photoshop được, cái đó là sự thật đó. Rồi đầy nhất. Rồi bao nhiêu gia đình ở bên đây nè, đi làm đầu tắt mặt tối nuôi con này kia ăn học. Mẹ cuộc đời người ta có nghĩ được, ao ước được bay qua chỗ này chỗ kia chơi đâu. Đâu có tiền đâu mà mua. Mua vé máy bay, bay thì mất bao nhiêu ngày làm, tiền đâu mà trả bill. Tiền nhà, tiền bill nó dập ầm ầm chứ bộ giỡn à. Cho nên nó phải có hai cái. Đúng, có người giàu, có người có tiền. Rồi cũng có người nghèo, thì đó là tại nước Mỹ đó. Nó đâu có bao giờ mà nó nói những cái xấu, cái đen tối của nước Mỹ ra đâu. Bây giờ nội một cái thành phần, hôm bữa anh Thơ Quang nhớ không, mình nói là báo này báo kia đưa, nó đâu có tin đâu. Nó còn nói báo đó nói xạo nữa. Chính nó nói báo của Mỹ mà mấy tờ báo lớn nó còn nói báo đó xạo không đúng đó. Thì cái thứ đó rồi nói cái gì nữa mà nó nghe. Cho nên bởi vậy vậy nó muốn cảnh sát bắn người giống bên Mỹ ở đó. Anh Bắc nói đúng á, em nói thiệt, khi mà Việt Nam mình á mà nó mà đâm ra, em thí dụ đi, bây giờ nó có đa đảng, em thí dụ nha, cái này em thí dụ, thì tất nhiên có phải có một đảng chống, một đảng ấy, thí dụ như cái đảng kia đưa ra cái gì thì đảng này nó chống, rồi nó cũng đưa cái của nó ra. Nhưng mà bây giờ cái đảng kia đa đảng mà, là cái nước Việt Nam mình nó không phải giống như những cái nước khác như thế này. Nước Việt Nam mình nó kiểu như nhiều người Việt Nam sống xung quanh trên thế giới, người ý kiến này người ý kiến nọ rất là nhiều, người theo phe này người theo phe nhiều lắm. Không khéo mà thí dụ Việt Nam mình đi mà đa đảng, mà cái đảng một nó bị những cái thành phần khác ở ngoài nó bỏ tiền ra nó mua, rồi nó theo những cái luật lệ giống như bên phương Tây, tự do súng đạn, ù má cái đó là khổ á, cái đó là cắn lưỡi á. Má em nói mà bây giờ tự nhiên nó chơi cái kiểu giống như được quyền mua súng ha, cái này kia nọ, là những cái nước tư bản chẳng hạn như thằng Mỹ, những cái tập đoàn sản xuất súng nó sẽ về bên đó, nó lobby, nó vận động, anh thấy không, nó đổ tiền vô cho đảng này phải này kia kia nọ, từ từ nó tiến, từ từ nó đi, nó bán vũ khí hay là nó làm cái này cái kia. Em nói cái xã hội nó sẽ tan nát hết, cái xã hội nó sẽ lộn xộn sà ngầu lên. Đấy. Thì bây giờ nói đơn giản thôi, bây giờ nhìn cái đất nước Ukraine là chúng ta thấy rất là lộn. Nó đó. Sẽ bị bên này mua bên kia ấy, ôi nó tùm lum tà la hết. Nó có ra cái hệ thống gì đâu, nó ra cái gì đâu. Mình nhìn kỹ đi đúng không? Cái đất nước lộn, rối lắm. Thì bây giờ em thí dụ đi. Dân Ukraine khổ thôi chứ ai khổ. Đúng không? Chỉ có người dân Ukraine là cũng lầm than thôi chứ ai đâu lầm than. Dân khổ. Dân chết đó. Thôi chứ ai chết. Cho nên đừng có ham, cứ nhìn thấy nhiều ông ở bên kia tôi muốn đa đảng. Đâu bác qua đây ở đi rồi thấy cái cảnh. Có qua ở đâu có biết con mẹ gì mà cứ đa đảng là được miễn phí cái này, đa đảng là được miễn phí cái kia. Đâu ra vậy em nghe mắc cười gần chết. Miễn phí cái búa. Mày sẽ đi làm như là một cái máy, giống như là một cái nhông vậy đó, cứ quay đều, ngưng đi là thấy cái cảnh. Việt Nam mình á, tuy nó như vậy, nhưng vẫn so sánh, em so sánh bằng những cái chuyện thực tế đời thường. Em thấy nước Việt Nam nó phát triển mỗi ngày. Em so sánh bằng những cái dân, người dân họ sống bình thường. Nếu mà so sánh ra cái đầu óc tư tưởng của người Việt Nam mình á,
rất là thoải mái. Em nói thiệt, rất là thoải mái. Đi làm thì đi làm, ai cũng cần tiền, cũng lo công ăn việc làm. Nhưng Đúng không rồi. có công ăn việc làm ngưng, tao nghỉ ở nhà, tao không có tiền xài thôi, nhưng mà tao không chết, tao không sao. Cái này em nói thật lòng nè, em nói thật lòng nè. Bây giờ gia đình em đi làm, ở bên đây bạn em cũng vậy, hai vợ chồng đi làm. Khi mà cuộc sống của mình á, nó vô cái quỹ đạo rồi đó, là anh không có ngưng được. Anh phải làm, anh phải làm tiền, anh chi phí cho cái này, tiền anh chi phí cho kia, sinh Xoay hoạt. Ừ, nó xoay vòng. Em chỉ nói sinh hoạt hàng ngày thôi. Cái này em là một cái người bình thường làm ăn nhỏ thôi nha, em không phải là một công ty lớn hay gì đâu. Thì anh phải có tiền vô cái chỗ này, tiền vô chỗ kia, tiền mấy đứa nhỏ đi học đó, nó phải đều, tiền về nó phải đều. Tiền về hụt cái là bắt đầu anh thấy hơi hơi đổ mồ hôi tí xíu rồi. Anh nói chết mẹ rồi, sao mà tự nhiên cái tuần này hay là tháng này sao hụt cái này ta, kiếm ở đâu đắp vô đó. Nó cứ xây dần xây dần, mà tự nhiên đùng cái công ty của con vợ nó kêu, nó gửi tờ giấy hay nó kêu lên, nó nói mày tạm nghỉ 1 tháng hay là 2 tháng, công ty đang hết việc. Đồ mà là bắt đầu thằng chồng ngồi đi ra đi vô, bắt đầu thấy không yên rồi đó, là bắt đầu gia đình thấy rầu, là tự nhiên anh Muốn bị nhảy ngắt. cầu rồi đúng không? Ờ, Tức anh là bị muốn nhảy ngắt, cầu đúng đúng, anh bị ngắt một cái nguồn lại. Nhưng mà anh so sánh như ở Việt Nam á, gia đình em ở Việt Nam rất là đông nè, à. Anh em bạn bè chú bác gia đình đông lắm, em chả thấy thằng nào nó quan tâm tới cái chuyện đó. Đúng là hôm nay nó ơi con, hôm nay con chú ơi con mới thất nghiệp rồi, không? bây giờ không có làm gì hết, chán lắm chú ơi, làm rồi nghỉ rồi, giờ đang ở nhà. Ủa rồi sao, rồi mày có lo kiếm gì khác không? Thì từ từ để con kiếm đúng việc của con thì con mới làm. Đúng rồi, Ủa nó đúng rồi. Việt lựa Nam, việc. ở Việt Nam mình á, thí dụ mà lỡ mình làm gì mà thất nghiệp á, mà thí dụ mình nói ví dụ gì đi, thí dụ Việt Nam là đang làm một cái công ty đó, nó được 5 2 năm hoặc là 5 năm đi, mà vì lý do nào đó thất nghiệp, mà cũng có thể là tự mình cảm thấy mình không phù hợp nữa, mình xin nghỉ việc đi chăng nữa thì cũng gọi là thất nghiệp đi. Thì tâm lý ở Việt Nam như thế là đơn giản, không phải là căng não nữa, thì Rồi hỏi rất là thoải mái. sinh Ok, sống bây được giờ làm thất nghiệp. sao? Ví dụ như nó ở xa thì nó mướn nhà, mà nó mà công ăn việc làm nó bị gì gì á thì thôi không có tiền nhà nữa, trả nhà về ở với ba mẹ. Đúng không? Nhưng Về ở với nhà gia đình nó chạy 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 xe ráp gì kìa, mấy bên đủ đó các là kiểu kiểu, còn phải nữa em thất thấy nghiệp đủ các kiểu kiểu, cái cuộc sống nó thấy thôi. Cứ ở nhà nó chơi đi, nhẹ. cứ ở nhà chơi tháng 2 tháng đi, đừng có vội vã mà phải chụp giật đầu này đầu kia, rồi cứ Đúng mà rồi chơi anh. 1 2 tháng là khi cảm thấy cái công ty nào nó thật sự nó phù hợp á thì lúc đó vô làm lại cho nó ổn định, đúng không? Ổn định. Còn cái việc chạy xe ráp, ok, giống như ông già đó, đồng ý chạy xe ráp cũng có, không nó còn thôi nữa thì ai có cái bằng 4 bánh thì gì, vô taxi chạy. Nó thiệt, ở Việt Nam bây giờ vô taxi thí dụ Vinasun hay Mê Linh đi thì bèo lắm á, nói thiệt nha. Nếu mà gia đình hai vợ chồng á mà chắc chiêu á thì sống vẫn vô tư, sống vẫn vô tư à. Nó Đó nói gì nữa. thì em đang so sánh là như vậy. Trừ cái này, trừ trường hợp em thấy có là như thế này nữa nè, trừ mình sống á, mình phải, Việt Nam mình có cái câu rất là hay là sao, lựa cơm gắp mắm, đúng không anh? Ngồi cho bấm bấm đúng rồi. Ừ, thí dụ như mình làm mình phải biết tính lúc nào vậy. Mình làm lúc nào Đừng mình có cũng buông tay phải quá chán đúng không? Đừng chính buông tay quá xác, mình phải chán là thủ, thôi. mình phải thủ trong nhà mình. Thí dụ như lúc nào mình cũng phải có 5 7 triệu hay là 10 triệu mình ráng mình để dành tích gì, tích gió thành bão cái gì đó, mình gom gom lại mình để đó, mình đừng có đụng vô, mình để dành để trừ khi mình bị mất việc, mình bị này bị kia, mình dùng lấy cái tiền đó ra mình dùng. Thì em đây cũng vậy, em cũng chơi cái chiêu đó, em lúc nào em cũng để dành, lỡ trường hợp, trừ trường hợp mà em bị mất việc hay là trừ trường hợp mất công việc làm ăn không có nữa thì mình sẽ có cái đồng tiền đó mình xây sở. Rồi, nhiều thành phần chơi
ăn xài vung tay quá tráng, rồi xài phung phí, đồ má tới chừng đụng chuyện cái thất nghiệp mất chớp, cái là mất công ăn việc làm, cái bắt đầu chạy kiếm không ra, bắt đầu quýnh lên, rồi chửi nhôi hết, rồi bắt đầu lôi chính quyền ra chửi. Đó, ở Việt Nam vậy đó, mất việc một cái là tao vậy vậy. À đúng rồi. Đúng không? Em nói thì ở đây cũng vậy, ở bên Mỹ cũng vậy, mà bên Mỹ nó còn khổ hơn cái gì nữa nè. Mất công ăn việc làm một cái á là ra ngoài cắm cái dù thành homeless dễ hơn là ở Việt Nam nha. Ủa quá, ra ngoài cắm cái liều á, dựng cái liều á, thành homeless là hơi bị dễ hơn Việt Nam á. Thì nói đúng ra người Việt Nam mình á, anh thấy không, cũng có homeless ở bên Mỹ, nhưng so ra nó ít hơn Mỹ là vậy. Là cái người Việt Nam mình dù gì đi nữa họ cũng có cái tính lo xa. Đó, là truyền thống có cái tính lo xa, ở xa quê hương, cho nên á, có cái tính lo xa thì cái đó em thấy ok. Nhưng mà so ra rất là an nhàn, thoải mái hơn là ở bên đây. Ủa bây giờ bên đây mà em thí dụ đi, giờ em mà xa cơ thất thế một cái, ai cứu em? Ủa không ai cứu em đó. Có ông cầm ông cứu á. Alo, không dám đâu. Em nói thẳng một câu nè, cái người Việt Nam ở bên này anh không biết chứ, có nhiều khi á, gia đình với nhau á, thương nhau ghê lắm, nhưng mà tới chừng đụng chuyện hỏi tới tiền cái là đồ hơi cũng căng. Cái đó là em nói gia đình luôn á, chứ đừng có nói là tới bạn bè. Đúng không? Dạ, có đúng đâu rồi. Đúng rồi, tại vì nói chung là cũng hiểu thôi. Thực ra là cái việc Rai nói là mình cũng hiểu và mình tin. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều khi họ mà không muốn như vậy, nhưng mà vì cái cuộc sống, vì cái cuộc sống nó hiện tại trong cái xã hội đó, mà nếu mà ngay, tức là người ta nói là Việt Nam mình có câu cái gì, mình không vì mình thì trời chu đất diệt, đúng chưa Việt Nam? Đâm ra những cái lúc như vậy thì ngay bản thân mình, ví dụ mình không vì ngay chính bản thân mình hay là chính con mình thì mình bao đồng ôm đồm nữa, thì khi tới lúc mình ấy, ai lo cho mình? Mà không ai lo cho mình thì có phải là chính mình tự mình đưa mình vào cái chế độ tự hủy không? Đó là chưa? Cho nên mình cũng hiểu cái việc Rai nói là rất là hợp lý, bởi vì bên đó là cho nên em thấy là bên Mỹ mà mình biết mà. Dạ. Cho nên em thấy nói gì nói á, ở Việt Nam mình sống vẫn khỏe hơn. Nhiều khi nó vậy là mang nó thoải mái, dễ hơn. Biết bao nhiêu việc mà làm, có nhiều tại vì người ta không muốn kiếm việc thôi. Đúng rồi. Không muốn kiếm việc, không chịu làm thôi. Chứ mẹ nó công ăn việc làm đầy. Đầy, đầy. Em về em thấy đầy. Vấn đề là mình có chịu làm hay không chịu làm thôi. Đúng rồi anh. Có chịu làm hay không chịu làm thôi.